Ô, mặt bà bị nhọ rồi như con mèo rồi. nhỏ Đấy, bà đi đâu đi? đây đây tay bà đây Vâng, chắc ở tay bà đấy. Ôi đấy bà ôi, bà vẫn đi uống rượu được cả ngày. họ về chơi với bà mà Ôi, họ bảo là chơi với bà mà thế thì con cũng thua bà rồi đấy. Không, con mang rượu ra nhá, cháu không uống đâu. cháu Tí nữa con đi đường. 77 năm nay Vâng, là tí nữa 76 con tí nữa con đi đường, con không uống được đâu. ôi một một hai lý Không 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 uống được, tí nữa con tham gia giao thông không an toàn bà ơi. cái Đấy. đây suốt này đàn ông uống vào thì đàn bà yêu lắm. Thế à? Ui bà đừng mời cháu, cháu không uống đâu. Bà toàn dụ dỗ cháu ơi, không được. Ơi Cái này bà ngâm gì đấy? à, cái trong huê á mặn thôi mà. Không, cái này chám à? Chấm chấm ngâm để lúc mới lấy về thì ăn không được ngâm thế này để ăn dân. Bà còn nhiều mẹt to thế. Đây, mấy cái mẹt to này này. Cái mẹ to này bà đang từ hồi Chắc này em lâu chưa bà? còn chăn trâu cơ. Ủa, thế từ lúc bà còn trẻ cơ à? Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Xuân Hữu đang ở khu vực thôn Tân Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Xuân Hữu vừa mới di chuyển ở trong Thượng Tân Bắc Mê ra và ngày hôm nay Xuân Hữu đi về nhà. Và trong quá trình đi về nhà thì Xuân Hữu đi vào đây để thăm bà Nhiệu. Lâu lắm thì bà cháu cũng không gặp nhau. Xuân Hữu thăm bà xong thì Xuân Hữu sẽ lại tiếp tục hành trình đi về Bắc Quang, về nhà. Quý vị ạ, đợt này về nhà thì sẽ đưa vợ con đi khám, vợ Xuân Hữu với con gái đang ốm quý vị ạ. Bây giờ xin mời cả nhà sẽ cùng Xuân Hữu đi vào nhà bà Nhiệu chơi nhé. Đây là phía sau nhà bà quý vị ạ. Bà có trồng một ít ngô. Bản làng này thì cũng vô cùng xinh đẹp quý vị ạ, và cũng đang phát triển du lịch. Ở phía bên kia có homestay đang trong quá trình xây dựng. Chắc một thời gian nữa thì sẽ hoàn thành. Cái vị nhìn thấy phía bên kia xa xa đó. Nói đến bà Nhiệu thì quý vị cũng biết là bà đã xuất hiện trên nhiều video ở trên kênh của Xuân Hữu. Bà là một nghệ nhân hát then ở Hà Giang, và trong những kỳ cuộc đi thi thì bà đã đạt được rất nhiều giải huy chương vàng. Và Xuân Hữu đang đi vào nhà bà, Xuân Hữu để đồ đạc ở đây quý vị ạ. Cái này là lỗi mà con đường đi vào nhà bà. Thấy bà có chia sẻ là năm nay ruộng lúa cũng mất mùa quý vị ạ. Năm nay không được bội thu cho lắm. Như Xuân Hữu chia sẻ lúc nãy, bên kia là có homestay, người ta đang xây các bungalow. Chắc là một thời gian nữa, hết năm nay thì mới xong. Bà Nhiệu thì vừa đi chợ về quý vị. Ôi, cái cây chanh này thơm lắm. Bà thích ở một mình. Đó. Hơn 70 tuổi rồi nhưng mà vẫn cứ một mình ở nhà thôi. Vẫn cứ làm việc. Ôi, có con gà. Bà vẫn làm việc như bình thường như quý vị nhé. Vẫn đi gặt, đi cấy, làm những cái việc trong gia đình được. Bà ơi, con gà này để trứng à? Có tắc. Nó để ở trong cái này luôn à bà? Quý vị đây, cái này là rất là lâu năm rồi. Cái này là cái quạt thóc ngày xưa là toàn dùng một cái quạt này. Bây giờ có cái máy tuốt lúa kia rồi, không dùng đến nữa. Để Xuân Hữu xem. Có thấy quả nào đâu bà? Không thấy đâu bà. Không thấy quả nào rồi. Vâng, không.
Có bà. Nhưng mà không thấy quả trứng nào đâu. Có hai quả thôi cháu ạ, để cho ông kia rồi. Vâng, cháu xem ở trên đấy không thấy đâu. Hay là nó chuyển sang để bên này. Vâng, không thấy đâu bà. Vâng. Ba cũng đi qua nó lên cao nhưng mà bận quá không làm được. Vâng. Giờ này còn nhiều cá bống to không bà ơi? Nhà bà nhiều cá bống to lắm quý vị. Ôi đây kìa, chạy ầm ầm kìa. Chạy sang kia mất rồi. Hôm nay bà đi chợ làm gì đấy bà? Bà đi chợ mua giống rau đấy. À. Con lên đây chờ. Con chờ bà cả tiếng đồng hồ đấy. Bảo con chuẩn bị đi về rồi đấy, mới là thế bà về. Ờ, nếu mà bà không được về thóc là bà ăn cơm ngoài bà cũng chẳng vào đâu. Vâng. Ừ. Bà thôi. Rồi, con chào bà nhá. Ừ. Ôi, lấy qua về cho bà. Vâng, cho bà có ít quả thôi, không có gì nhiều đâu. Bây giờ bà mới đun bếp để nấu cơm á? Ừ, nấu cùng cháu ăn thôi, còn bà thì sáng nay bà nấu có cơm. Con ăn cơm rồi bà. Cháu ăn ở đâu ấy? Vâng, con ăn cơm ở ngoài kia rồi. Con vào đây thăm bà một lúc xong là con lại về nhà. Con vào đây thăm bà một lúc xong là con về thôi. Về làm gì sớm? Con về nhà sớm là đưa vợ đi khám. Vâng. Dạ không bà. Đang bị con cũng chưa rõ nguyên nhân nào, thế bảo run chân tay. Vâng, xong không là hôm qua đi khám qua rồi thì bác sĩ bảo là máu lên não. Vâng, con chưa biết bệnh gì. Năm nay ít thóc bà nhỉ? Vâng, thóc nếp về lép hả bà? Ừ, lép thôi. Nhưng mà này không phải của ba đâu. Của ba ở ngoài hết thôi, của ba này. Cái này là của ai ạ? Cái này của nhà đứa cháu nhà trên nhà. Của ba là cái này ạ? Ừ, không. Ba không ở đây mà nắm nào. À, thế năm nay là bà... Ở nhà ngoài với hết thôi. Thế cháu không ăn thôi à? Cháu không ăn thì ba không đi ngâm ít thịt này rồi nhé. Vâng, vâng. Cháu ăn cơm rồi, không ăn đâu. Thế à? Vâng, vâng. Có ăn cơm rồi. Bà cháu mình nói chuyện tán phét thôi. À vâng, mử ba hắn đâu nói. Mử là ma gì à, họ có. Hôm nọ cháu vào đấy. Bắt à. À hiếu ma điểm mơ ba nhỉ. Bồ cổ nhân nhân hiếu đâu mà. Vâng. Thầy ma đi họp má nhỉ thầy. Vâng. Bà nói, ma đi họp. Ba ví dụ. Thầy nằm chê, bà này cháu bà ngắm hết. Hôm đấy cháu vào có việc. Bà cũng biết là con là đi thay đổi địa điểm liên tục mà. Cái mấy bao thóc này là của năm ngoái hay năm nay đây bà? Cái chỗ này của nhà nhiều hết luôn, của ba không. Không năm nay thì ba không ba chỉ lấy 4 bao cho gà thôi, con thóc ăn ở ngoài ấy. À. Ba. Nhưng mà cái này là của người khác hết à, không phải của bà à? Vâng. Bà ra nhà. Vâng. Bà thì có hai anh con trai sống ở ngoài đường quý vị ạ, nên là những lúc mà bây giờ là bà không để gạo ở đây nữa, để thóc ở đây nữa. Lúc nào hết thì các con lại sát xong lại đưa vào đây cho bà. Lại đi sát gạo đưa vào cho bà. Nhà này bà vẫn khỏe nha. Ừ, à, tạm thôi cháu ạ. Tạm á? Ừ, tạm. Con thấy con... khỏe hơn năm trước chứ? Con không khỏe lắm. Cũng bình được hư. Chơi được, uống thì vẫn uống. Vẫn uống rượu cả ngày mà. Vẫn uống rượu á? Hôm qua uống cả từ lúc này thì uống với chú Trương ở ngoài kia, ở ngoài bãi cát. Trong đến 1
giờ 14 phút thì có các bà ở bên kia về chơi, nhưng mà chơi nhà ngoài thôi, không chơi trong này đâu. Vâng. Thì uống cả buổi đến 5 giờ mới tan. Ôi ôi. Bà vẫn đi uống rượu được cả ngày. Ôi giời, họ về chơi với bà mà. Ôi ôi, thế thì đấy thì con cũng thua bà rồi đấy. Hôm qua uống cả buổi hết rượu mới đi cơ mà. Nhưng mà bà có tuổi rồi, bà uống ít rượu thôi bà. Thì các bà để còn đảm bảo sức khỏe. Chủ nhà mình lại không uống thì sao? Thì dạ, mình chủ nhà mình nhấp môi. Không, không được. Sao lại không được? Phải uống với họ. Hôm qua... Ý là bà cũng thích uống đúng không? Thì bà chả phải thích. Nhưng mà bà nên uống hạn chế, bà uống ít thôi. Có tuổi rồi, vẫn còn uống rượu là không khỏe đâu. Bà nhấp môi thôi, bà có tuổi hơn 70 tuổi vẫn còn uống. Không, con mang rượu ra đây nhá, cháu không uống đâu. Cháu. Tí nữa con đi đường. 77 năm. Vâng, tí nữa con tí nữa con đi đường con không uống được đâu. Ôi, một hai lý. Không uống được, tí nữa con tham gia giao thông không an toàn bà ơi. Thì cháu con, ba chả phải công an à. Con cảm ơn con cảm ơn bà không được, con không uống được. Ngồi uống cháu, nước chè với bà thôi. Thì gọi cháu về. Vâng. Ôi dồi, bây giờ... Ô, mặt bà bị nhọ rồi như con mèo rồi. Nhọ ấy. Ờ đấy. Bà đi đâu đi. Đây, đây tay bà đấy. Vâng, chắc ở tay bà đấy. Thấy bà đường bếp. Vâng. Mẹ con gà nào lên nhà ỉa linh chinh. Vâng. Hôm qua cũng ỉa đấy, bực quá đi. Bà mới di chuyển cái chặn bát này sang bên này à bà? À, hôm nọ mưa dột. Mưa dột xong bà chuyển sang bên này ạ? Mấy hôm 5-6 ngày mưa tầm mưa tá. Ấy, vâng. Cả nhà ướt hết mà, cả bếp ướt hết mà. Bà ơi. Ơi. Cái này bà ngâm gì đây? À, cái trong huê á, măng thôi mà. Không, cái này chám à? Chám ngâm để lúc mới lấy về thì ăn không được. Ngâm thế này để ăn dân. Vâng, bà ngâm chám ở đây quý vị. Còn cái này là lá vối à? Lá vối, lấy về để... bà mình... buộc treo ở đây luôn này. Pha nước thì cho vào. Mới phích một lá thôi. Uống nhiều quá, chát. Không uống được. Một lá hơi ít bà, cho ba lá. Ở đây nhìn lên trên kia đẹp quá nhỉ bà nhỉ? Ừ. Không gian bếp của bà ở đây quý vị. Bà hay đun nấu cơm ở khu vực này. Và trên này của bà thì có rất nhiều cái sọt. Bà còn nhiều mẹt to thế. Đâu? Đây mấy cái mẹt to này này. Cái mẹt to này bà đang từ hồi... Chắc này lâu chưa bà? Trắng trâu cơ. Ủa thế từ lúc bà còn trẻ cơ à? Được mấy chục năm rồi bà, nếu mà như vậy. Nếu mà tính năm thì phải hơn 40 năm nay rồi. Hơn 40 năm. Bây giờ một chiếc lá. Vâng. Uống ơi. Vâng ạ. Con không uống rượu đâu nhá bà nhá. Tí nữa con tham gia giao thông không an toàn đâu bà. Giờ chưa ai có đứng ở đây. Bây giờ nào cũng... có giao thông bà, nên là con không ấy được, không uống được. Để hôm nào tối con lên ở buổi tối thì con mới uống cùng bà được. Chuyện này bà chán hết rồi. Vâng, vâng. Cái đấy là nước đào vối đấy bà? Nước đào vối. Vâng. Uống nước đào vối cho thơm. Chè cũng có nhưng mà chè bà không uống được. Chè bà hay ấy. Mất ngủ à? Bị, ừ. Mất ngủ. Vâng. Bà toàn uống lá vối. Sao bà đeo vàng hay cái gì mà bây giờ nó nhìn nó... Vòng huyết áp. Huyết áp à? Ừ. Uống đi. Con không uống đâu. Con mời bà uống nước. Ừ. Mời quý vị uống tí cho bà. Vui. Con không uống được bà. Tí nữa con đi giao thông không an toàn đâu. Con đi lái xe mà hôm nay con đi xe máy.
Có ai về theo cháu hai cái đàn? À không ạ, cháu đi lúc nào cháu cầm hai cái đàn. Thế. Một cái cắm mic, một cái mình đánh bo ở ngoài. Cái vòng kia trước nó đen thế này à bà? Cái vòng này á? Ừ. Cái vòng trong kia mà cái... Cái vòng này thì vòng ba khác đi đánh đấy. Không, cái mà huyết áp kia cơ. À, cái vòng này thì... Vòng sáng cũng có nhưng mà bà không lấy vòng sáng, bà lấy vòng đen. À. Bà mua trên mạng á? Không. Mua... Trên mạng thì nó hay... Phai nhanh lắm. Cái này bà đi... có một bà... đi đến tỉnh Nhật đặt về cơ. À. Ai lấy thì họ mới lấy cho. Vâng. Chứ còn trên mạng thì một hai tháng nó mới đâu phải. Vâng. Cái này mà cũng đeo lâu rồi. Nhưng mà đeo nó có tác dụng không bà? Ờ, tác dụng điều chỉ về huyết áp ấy. Nó điều hòa huyết áp. Nhưng mà có điều hòa được không bà? Có. Ừ, bà cũng bây giờ cũng ít bị. À. Nhưng mà bà huyết áp mà bà vẫn còn uống rượu. Thì chả rượu là thuốc điều trị huyết áp cao mà. Ôi dồi, thuốc bằng mắt bà. Bà cứ nói linh tinh. Ai huyết áp cao thì dùng rượu điều trị. Cho nó tụt xuống á. Chết mất thôi. Chết với bà mất. Ba thì gọi họ còn đặt cho ba là bác sĩ hiệu đấy. Bác sĩ hiệu à? Cái đấy là văn mời rượu bà thôi. À đừng có uống rượu nữa, không tốt đâu. Cái này là ngâm gì đây bà? Rượu thuốc đây. Ngâm gì đây? Cái thuốc con mách cho cháu biết đi. Đúng không, bà không mời cháu nữa, cháu không uống đâu. Gì nữa? Con không uống đâu, tí nữa con đi đường. Không an toàn đâu bạn. Để hôm nào con lên với bà hát then không uống xong. Cái này thuốc thì chỉ uống 1-2 ly thôi. Như bà uống buổi tối ăn cơm xong hoặc... Cái này thuốc này đàn ông uống vào thì đàn bà yêu lắm. Thế á? Ui bà đừng mồi cháu không uống đâu. Bà đàn dụ dỗ cháu ơi không được. Cháu nhà cháu có vợ yêu cháu là được rồi. Mỗi vợ yêu không thích con người khác yêu nữa. Mình chỉ cần vợ mình thôi. Cháu ơi, năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay học lớp 5 tuổi rồi bà. À. Vâng. Biết thứ hai biết đi biết nói chưa? Vẫn Thảo chưa đi. Bà, vẫn đang tập tính tập đi thôi. Thế à? Vâng. Còn đứa nữa chứ? Ba đứa chứ? Đâu, còn hai đứa thôi. Cái đứa lớn lớn kia là con em trai. Con em trai của con thôi. Lúc tua, lúc nào áo ạ? Hai giúp ấy. Rồi nhà giúp có cảnh. Mà hai giúp đấy. Ờ, qua tua nền măn giúp đấy, để làm. Ồ. Mời hai giúp đứa nào hai giúp? Lúc lên cái. Mời lên cái. Ừ. Rồi người chụp mà mê tinh mà. Có. Cụ ba dữ. Ừ. Rồi kìa mà cầm mấy hai mà, cái ít mà. Ừ. Bà vẫn cứ nhầm nhầm nhê nhê cái đấy. Bà uống thì bà uống, con không uống đâu. Mà mình uống, khá uống không vui mà. Vâng, nhưng mà thôi. Con không uống đâu, con tí nữa con đi xe. Nói thẳng thừng. Vâng. Thôi bà cháu mình nói chuyện vui vậy là được rồi. Nó vui vẻ, sảng khoái. Bà ơi, con uống rượu khỏe như thế này là hại sức khỏe lắm. Không uống họ cũng môi chai. Môi chai mình tránh chứ, bà uống ít thôi, uống 1-2 chén ra lưu thôi. Xong rồi bảo là huyết áp cao, thế này thế kia là không uống được. Thế lâu nay cháu được lên chỗ Năm chơi không? Lâu lắm cháu không gặp được bà. Mà công việc của cháu bận quá. Cháu vừa mới ở trong lớp dạy đàn tính này. Con đang dạy then ở trong Thượng Tân Bắc Mê. Thế à? Đang ở trong đấy. Hôm nay ra thành phố này xong vào thăm bà. Thăm bà xong rồi tí nữa con lại về nhà. Xong rồi con đưa vợ đi khám. Đi khám ở bệnh viện Bắc Quang? Vâng.
Lớp cơ, trước mắt thì cứ khám ở đấy nó xem nào. Lớp hát thuyền đông hội viên không? Còn hơn 20 người bạn. Yeah. Nhưng mà một phần không học được là bỏ dần rồi. Vâng. Khó quá không? Vâng. Đấy, nhắc đến then lại nhớ, lại thích nghe bà hát then cổ. Phải những ai đam mê cơ. Vâng. Những đứa không đam mê họ không học được. Cái này phải thật sự đam mê cơ bạn. Mới đi học được 1-2 buổi thì bảo biết luôn được làm sao biết được không? Họ không... Họ tưởng ai dễ mà. Vâng. Khảm đưa ra chứ mai óc ở không. Vâng. Đấy bài ấy quý ai hát mà. Quý, đó... quý hôm nọ bị trượt sân rơi. À. Rơi xa hẳn sân. Có sao không bà? Có đấy. Bây giờ còn chưa đi được. Ôi ồ, nặng thế cơ à? Trượt sân ở nhà á? Trượt sân trước cửa nhà nó. Ngay trước nhà nó. Vâng. Bây giờ bác ấy đỡ rồi. Vẫn chắc bây giờ vừa ngồi dậy được. Thế là bị nặng đấy. Bị nặng đấy. Hay là choáng hoa mắt xong rồi ngã. Có khả năng như thế. May đấy, cái đấy là dạng tai biến đấy. Cũng vừa làm may, nếu không thì bảo đấm đầu vào tường đi thì một là vỡ đầu, hai là còn lộn cổ trên. Vâng. Cái đấy là cũng dạng tai biến đấy. Quý cũng không được khỏe lắm đâu. Bây giờ bà đi đảo lúa đi quý vị. Cái này của nhà bà hay là của nhà cái ai? Của nhà bà. Của nhà bà. Thóc châu gà. Cái này là châu gà à, bà? Châu gà thôi. Cái bạt đấy hình như rách cái sao bà nhỉ? Ờ, thóc châu gà này là loại thóc cứng, không người cũng ăn được thôi nhưng mà thóc nó hơi bà cứng à? Không thích ăn cứng. Vâng. Cái hôm xây bên kia họ xây sắp xong rồi bà nhỉ? Xong. Năm nay xong phải không? Cuối năm nay xong bà? Ờ, chả biết năm nay họ khánh thành được chưa? Vâng. Bà ơi, bây giờ con đi về nhá. Cơm với bà ạ. Lên thăm bà, con không ăn đâu, con ăn cơm rồi. Nhá. Ừ. Uống rượu ít thôi nhá, đừng có uống rượu nữa nhá. Hôm nào à? Vâng. Có các bạn về thì bà cũng phải uống, cũng phải tiếp họ. Vâng. Hôm nào con lên với bà sau. Ừ. Mẹ con về nhà cho sớm, không thì tí muộn bà. Ừ. Cháu, bà giữ gìn sức khỏe nhá, cháu về nhá. Ừ. Con chào bà nhá. Ừ. Nhớ cháu đi đừng buồn nhá, gọi điện cho cháu nhá. Ôi, gọi điện cháu không? Chắc cháu... Không bận đâu, cháu gọi điện cho bà toàn hết, bà không nghe máy đâu. Nào con lại lên chơi bà sau. Bye bye bà nhá. Ừ. Đừng buồn nhá. Ừ. Hôm nào cháu lên chỗ uống rượu với bà sau. Ừ. Cháu đi nhá. Vâng. Bây giờ Xuân thì cũng đi về đâu quý vị ạ. Đi về nhà không tí nữa lại muộn. Từ đây về nhà Xuân Hữu hơn 70 km cơ. À, video ngày hôm nay Xuân Hữu chia sẻ chút như vậy. Cảm ơn toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Xuân Hữu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà.